Thưa quý vị, đêm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 31 trên sân vận động Mỹ Đình với sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Dù trước đó không lâu, mưa kéo dài nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sức nóng cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, không chỉ ở Hà Nội. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào đêm qua tại thành phố Tân An. Dù trời đổ mưa trước trận đấu của hai đội mạnh được đánh giá hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan, nhưng với tính chất là trận chung kết thì hàng ngàn người hâm mộ vẫn đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình ủng hộ đội bóng. Tại Long An, người dân vẫn dành tình yêu bóng đá cháy bỏng không kém. Họ vẫn đến những tụ điểm quen thuộc là các quán cà phê, quán ăn để cùng bạn bè, hai gia đình hòa cùng không khí cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu qua màn hình TV hay những màn hình LED được chuẩn bị sẵn để phục vụ các vị khách. Thì nay trận chung kết mà chiều mưa thì cũng lo sợ người hâm mộ không có coi được, nhưng mà trời cũng tạnh mưa mà người hâm mộ ra thì không khí hôm nay coi rất là đông vui. Nói chung là người hâm mộ Long An mình rất là tuyệt vời. Tôi thấy là hôm nay trời mưa giông gió nhưng mà giới trẻ với người dân Long An mình á rất nhiệt tình, rồi đi đến quán rất là đông để ủng hộ cho đội tuyển. Những ánh mắt dõi theo, những tiếng hô vang Việt Nam cố lên, hai Việt Nam vô địch sau khi các cầu thủ Việt Nam có những tình huống tấn công. Những người hâm mộ đều tin rằng các chàng trai sẽ giành chiến thắng, sẽ bảo vệ ngôi vương mà mình đã giành được ở SEA Games 30. Thời gian gần cuối trận đó là những tình huống tấn công liên tục, những tiếc nuối khi bị bỏ lỡ cơ hội. Và khi cầu thủ số 17 Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn thắng ở phút 83 từ đường chuyền chính xác của Phan Tấn Tài đã khiến bầu không khí hồi hộp chờ đợi như được giải tỏa trong niềm vui vỡ òa của tất cả người hâm mộ. Từ sức nóng của chảo lửa Mỹ Đình đến người hâm mộ cả nước và người dân Long An nói riêng. Giành chiến thắng 1-0 đủ giúp thầy trấn huyện Tuy Bắc Hanso bảo vệ thành công ngôi vương, đặc biệt hơn khi được lên ngôi tại chính SEA Games 31, nơi mà Việt Nam đăng cai. Đó là món quà ý nghĩa mà đội bóng dành tặng người hâm mộ cả nước đã luôn tin tưởng và ủng hộ các đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cùng không khí cả nước xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 thì tại thành phố Tân An, không khí hiện tại bây giờ cũng rất là đông đúc, người hâm mộ đổ xuống đường với những cờ reo băng rôn đeo trên người với khẩu hiệu hô vang Việt Nam vô địch. Vâng, và chúng ta có thể thấy rằng chỉ có bóng đá mang lại thứ đặc sản như thế này. Dòng người từ mọi ngã đường đều đổ về trục đường chính của thành phố Tân An. Các xe máy nối đuôi nhau cùng cờ, các biểu tượng chuẩn bị sẵn như cúp, hình ảnh ông Park Hang-seo kèn thổi in ỏi và cùng hô vang Việt Nam vô địch. Đoàn xe di chuyển trục đường từ Hùng Vương nối dài phường 6 thành phố Tân An đến công viên phường 3 thành phố Tân An đến tận khuya, mặc cho trời đổ mưa. Vô địch rồi, bây giờ mình không có vô lưới mình một bạn nào hết thì mình thắng gì là một niềm vinh dự, với thứ hai nữa là chưa bao giờ SEA Games nào mà người vô địch mà là không có vô có bàn thắng, mình không có thua một bạn nào hết thì đó là thành công lớn của bóng đá Việt Nam. Mình đi cổ vũ cùng với lại chàng người như thế này, thấy không khí như thế nào? Không khí hào hứng với là nói chung là tự hào. Có dự tính là đi cổ vũ cho Việt Nam, em có chuẩn bị sẵn áo mưa như này nè chị, nếu mà trời mưa em vẫn đi nhiệt tình. Bên cạnh niềm vui ăn mừng chiến thắng nhưng an toàn là trên hết. Để cuộc vui diễn ra an toàn và trật tự là hình ảnh những anh cảnh sát giao thông xuống đường để hướng dẫn di chuyển, không gây tắc nghẽn giao thông. Hai chỉ đứng ở các ngã tư để quan sát và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra để mang lại sự an toàn cho người dân. Chúng ta hãy nhớ câu nói vui, vui thôi đừng vui quá. Ăn mừng chiến thắng trong văn minh và nhớ an toàn là trên hết, không chỉ cho chính bản thân mà còn vì gia đình. Một lần nữa xin chúc mừng các chàng trai cùng các cô gái đã thi đấu xuất sắc để lên ngôi vô địch SEA Games được tổ chức trên chính quê hương của mình.